cạo thì nó có thế này này, một ấy là cái mũ nó đặc, nhưng mà thật ra người ta cạo thì nó được ít lắm, nó bình quân cây nó chỉ được một lạng thôi. Mà cạnh nhà năm thứ bảy kia kìa, cây nó cũng mới chỉ nó cũng 350 mà nó được 26 kg, lần lần lên 30 kg, hôm nào nhiều chắc ba mấy ký vậy, cứ bình quân là cây được một lạng. Mà khai thác năm thứ bảy rồi, nhưng mà của mình đây là cũng 350, nhưng mà nếu như mà đấy là có thể là xích xoát 2 lạng. Cái này thì không sao cả. Mấy cái này thường em thấy người ta cạo, người ta sẽ phần chính giữa là không bị phạm, nhưng mà hai phần trong là hai phần hông ngoài rất là dễ bị phạm. Thế cũng cạo thì tôi cũng đã cạo rồi. Cạo thì do kỹ thuật mình cạo thôi, nó có điều nó chậm hơn những cái cây kia, chậm hơn bình thường. Méo kinh khủng, mà cái vườn này em thấy nó méo nhiều hơn những cái vườn lá hai em gặp. Vườn thì chậm lớn thì nó sẽ cân cây hơn. Nhưng mà nếu lớn nhanh nào sẽ méo cây. Là nó bị eo chứ. Nhưng mà mình khoan thì cái này nó không có ảnh hưởng gì. Dạ đúng. Thì muốn eo vào eo ra thì kệ nó. Nó méo thì nó cũng không có, nó không có ảnh hưởng gì cho vấn đề mình lấy mũ hết. Cái này anh làm tốc độ chứ hạn như là khoan thì hết 500 cây nên anh khoan mất bao lâu thời gian? Nếu khoan thì bây giờ nếu mà tính theo đẻ mấy bên kia thì khoan này thì nó nhanh hơn nhiều. Thế nhưng mà bây giờ mình làm là về mùa khô khoan rồi ấy là nó có thể nhanh gần như gấp 2 lần cạo kia. Nhanh gấp đôi cạo truyền thống hả? Thế nhưng mà mùa mưa thì mình lại thêm cái khâu kỹ thuật là đại tô. Cho nên là mình không thể tính cái thời gian này được. Bởi vì anh an toàn thì anh phải thêm một tét. Anh khoan xong anh lật tô lại rồi anh lại đậy nắp lại thì anh mới ra đi được. Chứ kia người ta buông dao một cái là người ta đi rồi. Nhưng mà được cái thì mình lấy mũ được ngày mưa, mình tăng được cái sản lượng của mình. Mình đâu có bỏ ngày nào, năm ngoái anh có bỏ ngày nào không? Nhưng mà thật sự ra năm ngoái là mình chưa có kinh nghiệm. Thì cho nên là mình làm nó chưa phải là lý tưởng lắm, nhưng mà để mà chia sẻ và rút kinh nghiệm thật sự thì nó phải như thế này. Một là từ cái cột kiềng. Cột kiềng là làm sao mà hỏi đừng bao giờ mà chạm cái tô vào đây nào. Đây là vườn cây lai hoa khai thác từ năm thứ 6. Đây là những cái vết khoan hồi xưa, vết khoan năm ngoái này, nó đã đùn lên hết rồi nè. Tán lá phát triển tốt. Đều 2 phân hết. Kỳ này đâu đổ lá nữa. Dạ. Đi tìm mấy cây là cũng ok, còn mấy hàng thì đi chọn 3-4 vùng luôn. Cái làm đến giữa năm là anh bị đau lưng quá, anh chuyển đây luôn. Có nghĩa làm hết chỗ này là mới qua tháng cuối thôi nè. Tháng cuối cùng là trên. Năm vừa rồi làm trễ là được có 7 tháng. Cái mũi khoan đầu tiên này, cái tháng khoan đầu tiên là đây là tháng khoan đầu tiên. Nó làm nhanh hơn chứ em, nhìn nó làm nhiều hơn chứ. Đây cái vòng thế này. Chứ em mượn. Nhưng mà cái dăm nó sẽ bị dính. Mua đắt. Dạ. Này em nghĩ chưa tới rồi. Tới rồi đúng không? Dạ. Giờ khoan chuẩn rồi. Chạm là nó có cảm giác tay cái này hơi sâu á. Cái này nó vì nó u nên là cái da nó hơi dày. Tới rồi, tới chắc luôn. Thử khoan bên đây là so sánh đây nhé. Cái này có thể được 6 ly nào mùa mũ chậm đúng rồi, nó phải có khí nó mới ra này, nhưng mà chậm mà bên đây cũng bắt đầu ra thì tốc độ như nhau à, nó đặc. Anh làm này anh thấy sản lượng so với cạo sao? So với cạo thì đúng là nó hơn. Cạo thì
cạo thì nó có thế này này, một ấy là cái mũ nó đặc, nhưng mà thật ra người ta cạo thì nó được ít lắm, nó bình quân cây nó chỉ được một lạng thôi. Yeah. Một cây nhà năm thứ bảy kia kìa, cây nó cũng mới chỉ nó cũng 350 mà nó được 26 kg, lần lần lên 30 kg, hôm nào nhiều chắc 30 mấy kg vậy, cứ bình quân là cây được một lạng. Yeah. Mà khai thác năm thứ bảy rồi, nhưng mà của mình đây là cũng 350, nhưng mà nếu như mà đấy là có thể là xích xoát 2 lạng hoặc là 2 lạng 70 kg. Dạ. 70 kg 72 thì lúc nào mà nó mưa đó là một cây 2 lạng ha, cây 2 lạng thì cũng D4 ha, D4. Dạ, thì cũng như tương đối ok chứ, nhưng mà độ thì phải nói là nó phụ thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng. Dạ. Độ của anh năm ngoái thì khoảng bao nhiêu, anh duy trì độ bao nhiêu rồi hồi chốc nó về cho sơ cũng ghi đàng hoàng kiểm tra để mình theo dõi luôn là. Dạ. Thôi mới đầu á là cho ăn theo cái hàm lượng phân của bên tập đoàn cao su á. Yeah. Là nó là 212. Yeah. Là thành phần NPK đó. Thế nhưng mà mũ nó đầu mùa rồi vừa mưa gió sập sình thì mũ nó loãng lắm, nó chỉ là 26 24 nó chốc về có ghi ở trong sổ. Thế nhưng mà khi mà sau thấy tức quá bắt đầu thay đổi lại cái hàm lượng phân. Bây giờ cho 215 thì nó sẽ duy trì ở cái 2152 ha. 215. 215 luôn. 215. Yeah. Có ghi thành phần luôn. Là nó lên được 228 xong nó duy trì nói chung là duy trì 28 30 31. Còn bên cái vườn cà truyền thống thì nó duy trì ở khoảng bao nhiêu anh? Truyền thống mà người ta mà không ấy mũ là nó phải trên 30 độ. Không ấy mũ à, không bôi dầu á. À, không bôi kích thích. Không bôi kích thích đúng không? Là người ta sẽ được cái này chắc mũ này chắc phải gần 50 độ chứ. 50 độ thì nó đặc này nó ra chậm. Queo luôn hả? À, queo luôn này, em lấy tay em một cái hạt mũ này, nó bằng một khô hình một cái hạt luôn. Nó vàng khe này mà. Khô không chảy nổi. Đúng rồi, mũ này là phải ở cái dạng 40 mấy 50 độ. Dạ. Vàng lắm. Đây, có ra cái cây này nghiên cứu xem nó. Cái này nó bị gì đó. Hai cây khô, nếu như mà vùng đất thấp thì nó mát, nhưng đây là đất thấp. Có nghĩa là trong vườn anh sẽ có 350 cây ha? Hay 400 cây ha? 500 cây, còn chỉ mình cây. À, 500 cây. Mới cạo được, cho như đó thôi, còn những cây nó nhỏ. 500 cây có 2 cây nó bị khô miệng từ đầu mùa luôn ha, hay là sao? Đó, đúng rồi, nó có nghĩa là nguyên bản mình chưa khai thác gì đó à. Rồi á. Dạ. Là 2 cây méo. Khó cạo vô cùng. Này không biết cạo sao cái cây này. Méo. Nó méo mà nó lõm hai bên đó. Nhưng mà những cái dạng như này là nó cây nó đạt. Cây phải đổi tô rồi mà. À. Cái này là đổi tô luôn ha, là hơn 1 kg mũ à, tô đó tô lít, tô này tô 10. Dạ. Rồi tô này đúng là được 9 lạng. Dạ. Nếu như mà tô kia là nó sẽ tràn, nhưng mà cái tô này là nó sẽ đưa vào cái dạng này mình thu nó khoảng độ 7 lạng, 7 lạng mùa này mới lại khoảng độ về 3 lạng mùa bèo. Thì là cái cây cái lô ranh là nó kéo một mớ. À. Không, toàn bộ đây á là đổi được. Dạ. Như làm cái này á là như cây kia cũng đổi được, tất cả là đổi được 40 tô. 40 tô rồi. Có nghĩa là nếu như mà để tô kia là nó sẽ bị tràn. Thì em thấy có cái hàng này nè, nó hàng ngoài á, cái khoảng cách nó lớn nên nó to nhất nè, nó kéo được mấy cái cây anh chạy ở phía bên kia nó hơi nhỏ nằm trong lô. Hàng này hai hàng to cái nhất này rồi. Nó như kiểu nó lợi thế nè. Dạ. Không, nhưng mà trồng thì cái khoảng hàng này vẫn là 7 mét giống nhau. Dạ. Yeah. À, trong kia cũng là 7 mét luôn ha? Cũng là 7 mét luôn. Ồ, sao em nhìn ở ngoài hết trong kia hết rồi. Đất ngoài này nó lợi thế này như vậy hơn. Là 7 mét, nó sen hết luôn ha nhỉ? Dạ. Nó sen tán hết luôn. Anh này là anh chưa cho được cái gì đây. À, cái cây đó không có mũ từ đầu. Áp khí cũng không có mũ luôn đó. Có hả? Ồ,
cắm chỗ nọ cho cắm cho vui thôi chứ chứ nó có đâu. Khoan thử cho em coi nó. Cắm cho vui. Cái này con này cạo không biết sao cạo luôn. Nó cứ dính dính ra thế thôi. Nó cứ khô thế đấy. Dạ. Ơi, tức quá đánh cho đâu này thì nó cũng có chảy cái dòng này đây. Xuống đây, lấy dao đập để cho nó thông cái tiếng mổ đi nhưng mà nó lại không. Cắm cho chán chê, thử chán chê xem chỗ nào nó có không nào. Chưa hề khai thác chưa, còn chưa ảnh hưởng gì hết. Từ ban đầu là khi mà đầu tiên đi làm là đi chút là nó đã không có rồi, phải đánh dấu đi rồi. Đánh dấu rồi nghiên cứu xem là cái đầu tiên là ác khí ở dưới này, ác khí của mình xem nó có bị hở hay nó bị như nào không, nghiên cứu không, tất cả mọi thứ là thông suốt hết rồi. Okay, hết. Nhưng mà nó vẫn không có thì vì nó không có mũ thì là sao cây nó lớn được ta? Nó mà nó lớn được thế. Đó, nó kiểu đó. Rồi em thấy rồi, tứ mũ bên trong bị mất, nó chỉ còn tứ mũ phía bên cái lớp da cát thôi. Anh thấy không? Cái lớp này thì nó cũng sớm mất thôi chứ dạ. Không còn. Có nghĩa là chỉ có cái tương mũ trong lớp da cát thôi, còn tương mũ bên trong mà không hoàn toàn không có luôn. Cái này bị khô miệng rồi, khô miệng tàn cây mà sao mà cái tương mũ trong da cát mà nó vẫn nuôi được cái cây lớn được cũng công nhận cũng hay hơn, ta. Hơn mấy cái cây bên cạnh nữa. Dạ. Yeah. Hay, nên cái này anh thử hôm nào anh cạo một phát cho nó cắt đứt tương mũ hết luôn rồi sao? Cạo cho nó hồi lại nó ra cho nó thông tiến. Dạ. Nó tạo nó kích thích nó tạo tương mũ mới, cái này là. À, chỉ có thứ mũ trong lớp da cát mà nuôi được cái cây này to khủng hoảng luôn. To đẹp trai luôn. Và cây này bị khô miệng chứ không phải là bị mũ đông nhanh mà là không có thứ mũ bên trong. Không có luôn chứ không hả? Dạ. 500 cây bị 2 cây trong vườn ha. 2-3 cây. Nếu tính như thế nào gọi 350 đi chứ mấy cây kia chưa làm thì sao tính được. Lần đầu tiên em thấy cái vườn la hoa mà cây nó móp như cây anh á. Trước giờ em chưa thấy cây nào mà móp mấy cái kiểu này đâu. Không, giống này là dạ. Nó vậy, nó eo cây. Mới đầu mình nghĩ là khi mà nói chuyện với lại bên công nhân cao su á, là tôi hỏi trồng giống gì, tôi trồng đan hoa. Cái đan hoa là ngày sau nó eo khó cạo. Tôi nói không, cây như tôi thẳng. Là mình hiểu đơn giản này, cái cây này nó thẳng. À mình hiểu đơn giản như vậy. Thế nhưng mà không phải, vì cái giống là nó lớn cho nên là có những cái phần nó lớn mạnh. Nó thành lượn ra lượn vô này, nó eo là eo cả cạnh, tính chiều này rồi tính cả chiều này chứ không phải. Nếu như mà lây đều tròn như là cái ống nhựa BB thì mới là tròn. Nhưng mà vì là như cái cây này, cái phần này lớn mạnh này, phần này nó chậm lớn này. Thì là như thế này nó gọi là eo rồi chứ không phải là cái vòng này mới là eo. Mình mới đầu mình nghĩ đơn giản là cái vòng mới là eo. Cái cây này sao cạo nó? Không biết sao cạo khúc này luôn. À thì cạo thì vẫn cạo được. Khó. Thế nhưng mà làm kiểu này thì ok, làm kiểu này thì không sao cả. Mấy cái cây này thường em thấy người ta cạo người ta sẽ phần chính giữa là không bị phạm, nhưng mà hai phần trong là hai phần hông ngoài rất là dễ bị phạm. Không, cái này cạo, cạo. Thì tôi cũng đã cạo rồi, cạo thì do kỹ thuật mình cạo thôi, nó có điều nó chậm hơn những cái cây kia, chậm hơn bình thường. Méo kinh khủng, mà cái vườn này em thấy nó méo nhiều hơn những cái vườn lá hai em gặp. Vườn thì chậm lớn thì nó sẽ cân cây hơn, à. Nhưng mà nếu lớn nhanh là nó sẽ méo cây. Yeah. Là nó bị eo chứ. Nhưng mà mình khoan thì cái này nó không có ảnh hưởng gì. Dạ đúng. Thì muốn eo vào eo ra thì kệ nó. Nó méo thì nó cũng không có ảnh hưởng gì cho vấn đề mình lấy mũ hết. Cái này anh làm tốc độ chẳng hạn như là khoan thì hết 500 cây nên anh khoan mất bao lâu thời gian? Nếu khoan thì bây giờ nếu mà tính theo đẻ mấy bên kia thì khoan này thì nó nhanh hơn nhiều. Thế nhưng mà bây giờ mình làm là về mùa khô khoan rồi ấy là nó có thể nhanh gần như gấp 2 lần cạo kia. Nhanh gấp đôi cạo truyền thống ha. Thế nhưng mà mùa mưa thì mình lại thêm cái khâu kỹ thuật là đại tô. Cho nên là mình không thể tính cái thời gian này được. Bởi vì anh an toàn thì anh phải thêm một tét. Anh khoan xong anh lật tô lại rồi anh lại đậy nắp lại thì anh mới ra đi được. Chứ kia người ta buông dao một cái là người ta đi rồi. Nhưng mà được cái thì mình lấy mũ được ngày mưa, mình tăng được cái sản lượng của mình. Mình đâu có bỏ ngày nào, năm ngoái anh có bỏ ngày nào không? Nhưng mà
thật sự ra năm ngoái là mình chưa có kinh nghiệm. Thì cho nên là mình làm nó chưa phải là lý tưởng lắm, nhưng mà để mà chia sẻ rút kinh nghiệm thật sự á, thì nó phải như thế này. Một á, là từ khi cột kiềng. Cột kiềng là làm sao mà hở, đừng bao giờ mà chạm cái tô vào đây là một. Hai nữa là cũng phải đóng máng chắn mưa, chia dòng nước cho nó. Ví dụ bây giờ mình khoan đây thì mình chia dòng nước chảy qua đây này, chia lên thì nó không có dòng nước chảy qua đây. Thật ra thì cái này ấy, là tối ưu mà nếu có mưa dội này nó không sao, nhưng mà mưa nó đáp vào cây cái dòng nước mà không may nó vào. Em hiểu rồi. Chảy vào tô nó chảy theo cái này hấn vào. Do cái cây anh méo nên nó sẽ có hình thành những cái nốt. Bất kể là méo kể cả cây tròn đi chăng. Cái đây mà anh khoan chỗ đây á, là dòng nước nó theo cái đường xéo này nè, là nó chảy vô theo cái ống, còn nếu mà thẳng á, là nó không bị. Thì đúng rồi, những cái cây mà nó lợi thế, bây giờ phân tích cái cây lợi thế này. Mình 10 cây là không thể nói cả 10 cây tôi đứng thẳng tưng chuẩn 100% vuông góc được mới mà đất. Đúng không? Có cây nghiêng bên nào, cây nghiêng bên kia. Thế nhưng mà cái chiều cái ống lấy mũ của mình ấy, nó đúng vào cái chiều, cái nước, dòng nước ở trên nó đáp đúng vào đây. Một là cái tô mình sát vào đây. Cái này đợi mưa thì mưa hạt mưa thì nó che đây rơi xuống thôi. Nhưng mà anh không chắn được cái nước nó dỉ ở chỗ này. Khi mà xuống đây nó đã, thứ nhất là nó dỉ vào cái miệng tô vào đây này. Thứ hai là nó đi theo cái ống này. Còn nếu mà nhưng mình... bây giờ mình đi theo một cái máng chắn mưa nữa thì nó không có cái nước xuống đây. Cái lượng nước ít mà cái tô nó hơi cách ra này tí. Thì là tuyệt đối được 100% luôn. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà cái cây nó hở, cái tô nó hở ra hết, thì cái mà nó bị cái tình trạng cái nước nó chảy theo cái ống do cái những cái dòng nước nó chảy theo những cái mắt mô theo thân cây, thì nó bị khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì cái tỷ lệ thì cũng ít thôi. Đa số là những cái cây mà nó có lợi thế và cái chiều nước chảy nó tập trung dòng lại mà nó bị vào cái khu vực này, cái miệng nước này nó loang rất là nhiều chứ không phải là nó đi một dòng. Thì cái tô mình làm thật sự như là mình làm đầu là mình chưa có kinh nghiệm là làm được cái tô nó như thế này. Là một là hai nữa là mình lại không chưa đóng cái máng chắn nước đây. Nhưng mà năm tới này là phải đóng cái máng chắn nước đây. Thì cái thứ nhất là nó đã hạn chế được cái dòng nước ra đây rồi. Thì cái độ ngấm này nó dỉn ở cái này là bình thường, không sao hết. Hai nữa là mình điều chỉnh cái kiềng này cho nó ra đây. Em hỏi là nếu mà mình điều khiển cái kiềng cho nó ra thì có cần phải làm cái máng chắn nước không hay là không cần? Thì cũng nên là đóng máng chắn nước, thì máng chắn nước nó quá rẻ đi. Có 20.000 mà 100 cái thì nhưng mà quan trọng cái người phải biết viết dán. Không cần dán, chỉ cần ép để có nghĩa là chia bớt dòng nước đi thôi. Em hiểu rồi, có nghĩa là không cần dán mà anh chỉ cần bấm ghim thôi. Bấm ghim thôi, nó chia bớt dòng nước đi, nó không để tập trung lại một chỗ. Em hiểu rồi. Đó, có nghĩa là khi mà đến đây nó dí thì kệ nó, cái nước dí thì kệ nó, rồi nó cũng theo cái này nó chảy ra một hướng. Chứ đằng kia là cả toàn thân này khi mà đúng cái chiều cây nó nghiêng á, nó dồn. Rồi em hiểu rồi. Có nghĩa là nó rồi sẽ nó tập trung cái dòng về đây. Cái chiều cây mà nó nghiêng là dễ bị cái tình trạng mà nó sẽ có cái dốc nó xuống và nó sẽ tạt đúng rồi, nó gom thành một cái dòng này. Mà đúng vào cái miệng chén của mình làm thế này là nó sẽ đi vào đây. Cộng với lại cái máng hứng của mình đây nó theo là nó đi vô. Chứ còn cái này thì mưa thì bó tay với nó rồi, mưa xuống đây không bao giờ vào được, dội nước đúng không vào thật. Cái la hoa nó khó nhất đó là cây non mà anh làm ở trên cao á, thì cái tháng cuối anh chuyển từ dưới gốc á, mà anh chuyển từ trên cao thì anh thấy thế nào, có làm được hay không? Thì cái này làm tốt chứ. Dạ. Vì là mới đầu làm ở đây thì thật sự là nghĩ là cái này nó mỏng vỏ thì làm ở dưới này cho nó dày vỏ hơn. Dạ. Thế nhưng mà khi mà làm được một đai rồi á thì thấy có vẻ là khu vực dưới này nó đau hơn. Mà đau lưng đúng không? Cái độ lành của nó thấy nó chưa lành tuyệt đối. Dạ. Thì mình chuyển đây để cho dưới này nó nghỉ làm trên đây nó đạt hơn. Dạ. Thấy nó đạt. Là anh làm cuối năm anh chuyển đó thì cái sản lượng mũ nó đạt hơn hay sao? Thì nó giữ được cái sản lượng mũ đạt. Dạ. Đạt hơn là cũng giữ. Thì gần như nó cũng ổn định thôi, thì mình muốn cho cây nó khỏe thì mình chuyển lên trên này thôi. Giờ phần làm đến cuối mùa nó cũng đau lưng rồi, chuyển lên đây ngay được. Thì anh làm một năm anh làm cho cây la hoa, anh thấy có cây nào bị khô miệng trong quá trình anh làm không? Trừ những cái cây khô miệng từ đầu thì mình không nói, còn trong quá trình làm có cây nào giống như là nó tự nhiên nó bị mất mũ hay nó bị dạng vậy? Nó bị như kiểu nó bị kiệt cây nó ấy thì có một cây hai cây. Có một cây. Dạ, cái dấu hiệu trước khi mà nó kiệt cây anh có thấy nó dấu hiệu gì không? Dấu hiệu thì nó ít mũ. Ít mũ hơn. Ngoài ra còn có dấu hiệu nào không? Nó nhưng mà cái cây đấy thì theo bây giờ làm thì có thể là do cái lượng khí mình đưa vào mình khai thác
với cái sức cây á, ví dụ như cái sức cây là thật sự nó chỉ chịu được 20 mm thôi. Dạ. Nhưng mình đưa vào 40. Dạ. 40 mm thì là sức cây nó khai thác cây nó hết sức, nó chưa đáp ứng được. Dạ, nhưng mà cái hàng những cây đó mình thấy mũ chảy dai, mình biết nó bị hết sức thì mình không bơm khí, thì anh nghĩ cái cách đó nó có khắc phục được những vấn đề mà cây nó bị quá sức trong vườn. Nó phải có thời gian, thì bây giờ ra cái cây đấy dạ, thì khoan thì họ may nó có, dạ, có hay không thì mới biết được. Đây cái cây này là cũng bị ngay từ ban đầu. À, cây này là không có mũ từ ban đầu nữa. Đúng rồi. Cây này về giống cây bên kia. À, đây là ở khu vực này nó có hai, dạ, cây. Đây ngay từ ban đầu là đây được anh dấu rồi. Đây, to em to mũi, đẹp trai đẹp gái này. Em thấy là có cái đó bị gì à? Nó không ra tức mới đánh đau nè. À. Mày không ra tao đánh cho mày. Đánh khoan luôn. Đó. Đánh kia bên trên này thấy có mũ mà. Nhưng mà khoan bên dưới thì hoàn toàn cũng qua bình thường như kia, nhưng mà đó bây giờ nó vẫn không có. Nếu cái này em nghĩ là nếu anh để vậy là mãi mãi là nó vậy luôn á, nó không có. Thì đang tính giờ là mai mốt á là có thể là xịt một số thuốc phòng bệnh cho nó. Và còn theo cái kinh nghiệm một số người họ chia sẻ với em á là những cây này anh cạo hết một đường cho nó phạm hết luôn. Yeah. Thì nó sẽ giống như là nó kích cho ra cái mũ mới. Dạ, nó kích ra cái mũ mới. Thì lúc đó giống như nó bong vỏ hay là nó khắc phục lại, nhưng cũng phải mất 3-4 năm thì nó mới có mũ lại, nhưng mà đỡ hơn là mình để hoài mà nó chả có mũ. Bây giờ áp dụng những cái biện pháp tối đa thì có thể là một cái là cũng không chưa chắc là cần ấy, mà cơ bản là phải xử lý thuốc hết toàn bộ cây đi. Xong rồi là đưa những cái chất tăng trưởng vào, chất tăng trưởng kia chứ không phải là chất tăng trưởng là mũ. Đó, thì vào thì để cho nó xem nó có tối ưu không. Là xử lý cái gì ạ? Xử lý cụ thể là xử lý cái gì cho cây? Thì đang có dự kiến là năm nay là giả sử như đưa một số chất như cytosine vào để cho kích thích bộ rễ này. Dạ. Rồi chẳng hạn như là cái một số chất nó có cái đất hiếm. À. Một số loại thuốc nó có. Dạ. Có giống như vi lượng, mấy cái thành phần vi lượng. Dạ. Thì mình đưa vào. Thì những cái thành phần đất hiếm là nó có nhiều cái tác dụng, khi mà cây nó thiếu những cái vi lượng đó là nó sẽ bị trì trệ, à, phát triển. Thì mình đưa vào thì nếu có khắc phục được thì. Em thấy cây này khá quang, cây kia nó còn rịnh ra kìa. Dự kiến là như thế, nhưng mà vì bây giờ chưa đến mùa thôi, chưa nào. Chứ để nó thì cũng tiếc lắm đấy. Dạ, nó to quá mà. To đẹp trai này. Thấy cây này nó khả quang hơn nè, nó có mũ nè. Mũ cũng không đặc lắm. Chế độ ăn là giống nhau chứ không cây nào khác cây nào hết. Ví dụ như cây kia là một lạng thì nó cũng một lạng, và thậm chí là nó có được hơn nữa. Vườn này cái chế độ phân bón là như thế nào từ đầu năm cuối năm, và cái sản lượng mũ nó thay đổi như thế nào so với cái lượng phân bón mà anh bón cái lúc đầu giống như anh nãy nói? Lúc đầu thì bón theo cái công thức của tập đoàn Mũ Văn Loãng. Độ nó thấp. Độ nó thấp. Là 212 đúng không? 212. Là anh bón bao nhiêu? 212. Anh bón bao nhiêu ký? 212 là bón. Nếu tính ra cái vườn mình 500 cây là 4. 4 lạng một cây một đợt. Là 200 ký. 4 lạng là phân không là trộn rồi đó. À. 4 lạng 7. Năm lạng một cây trộn rồi đấy. 5 lạng NPK với hàm lượng 2212. Cái tỷ lệ 212 và cái độ mũ đầu mùa, cái lúc mà cái cuối mà khi anh bón cái lần cái qua cái phân tỷ lệ khác thì cái độ mũ nó thấp ha. Thì độ mũ cao chứ, nếu như mình thay đổi cái hàm lượng phân đi là độ mũ nó cao. Không, cái lúc đầu là anh lúc bón đầu, theo cái tỷ lệ đó thì là thấp. Thấp. Là khoảng bao nhiêu độ? 25 26 là cao. À. Sau đó anh chuyển đến tháng mấy là anh chuyển qua bón tỷ lệ khác. Đến tháng đó là tháng 7 thì phải. Tháng 7. 7 hay tháng 8 gì đó. À cơ hơn chứ. Thì có ghi nhưng bây giờ không nhớ chính xác, nhưng mà đại loại là em nghĩ anh khai thác từ tháng 5 thì có khả năng không là tháng 7 mới khai thác. À tháng 7 mới tháng 7 khai thác. À. 3 tháng.
nhìn tháng 10 á, tháng 10 bắt đầu bón lại. Tháng 10 bón, bón lại. Bón lại là mình thấy độ nó tỷ lệ là 2 1 năm là thấy độ nó lên cao hẳn luôn. Lên mà nó ổn định ok. Dạ, nó ổn định. Dạ, cái giống là hoa năm đầu lấy mẫu thì cũng tùy vùng đất ha. Bây giờ mình cũng không nói được. Tùy vùng đất. Đúng rồi. Đất nó có thể là đất nó đẹp, nó nhiều mùn lắm. Thì nó hàm lượng dinh dưỡng nó đỡ bị trôi thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Cây này độ thấp hơn cái cây hồi nãy. Cây hồi nãy là cây bình thường. Dạ, cây bình thường. Cây bình thường. Dạ. Cảm ơn nhé. Nó không mất mẫu mà cái độ nó thấp. Nhá. Cái này phải qua mấy tháng rồi mới chuyển lên cao anh, nó không đứt. Nhưng mà ở trên cao thì cái lớp vỏ nó mỏng, vùng huy động mũ nó ít hơn là ở dưới, thì cái lượng khí nó cũng phải tiết giảm nhiều. Lượng khí thì ngay bên dưới cũng đã tiết giảm rồi, đã phải giảm rồi, chứ thực sự là với giống này mà lúc đầu tiên là bên là 60 mi, rồi đợt thứ hai cũng 60 mi, à 55 mi, nhưng mà cây không chịu nổi, có nhiều cây nó bị, nhiều cây bị lỗ cây, nó tức nó lỗ, lỗ như cả vườn này lỗ 4 cây. Đây là cái cây này nó không, cây này là nó bị có mủ nhưng mà rồi nó bị khô. À, là cái cây, một cây trong vườn bị gì không? Mà không biết giờ nó có hồi phục lại không. Thì em thấy bên trong có cái mủ đó. Có đây. Bên trong có cái mủ. Nó sẽ hồi phục được. Nó hồi phục. Mủ ra không cây nhanh. Cây này là nó như kiểu nhỏ đó mà mình bơm cái lượng khí kia vào nó không đáp ứng được. Dạ. Thì thế này là cái này ok nè. Cái mủ bình thường. Ở dưới này coi như là bị nổ luôn. Đây là đợt đầu tiên đi qua này. Đây đầu tiên đây. Nên làm cái này là phải lượng khí phải tiết giảm. Cái này là về sau bơm có 30 năm thôi. Dạ. Này 35 mi thôi. Phun ra. Đang đè. Đang chậm. À, lỗ đang đè hết mà đang chậm. Là toàn vườn bị một cây như thế này. Đây bị một cây. Nếu như mà tính vanh mà bây giờ đo vào cái chỗ u này thì nó lớn nhiều. Đo rồi bây giờ trước đây mà đo giả sử đo cái này, vanh này là 50 rồi thì bây giờ nếu như mà đo kiểu này thì nó phải ra 5 năm. Về tỷ lệ mà cây đo là phải đo. Cây bị mất mủ trong vườn là tỷ lệ là 1/500 khi mà sử dụng. Tỷ lệ đó cũng phù hợp với cái tỷ lệ khô miệng mà cây cạo năm đầu, nó vẫn thấp hơn chút so với cây cạo truyền thống. Cạo truyền thống là cũng có cây nó bị chứ. À, cái này cái này nó ra này. Đây cái phần này là chưa khai thác, nhưng mà nó nằm ở vùng khai thác này. Làm cái này qua một năm anh thấy cái hiệu quả nó như thế nào? Làm một năm thì đúng ra là cái này thì phải nói là đầu tiên á, con người ra là phải nghĩ đến cái chuyện coi như là nếu trời cho trăm điều ước thì có ước một cái sức khỏe thôi. Đầu tiên là làm cái này nó khỏe người, là mình được cái sức khỏe đã. Không phải có nghĩa là làm việc vào trái cái đồng hồ sinh hoạt. Nếu như mà cạo kia là cứ như 1-2 giờ đêm là anh chạy đua, anh phải thay đổi cái đồng hồ, anh dậy như nào rồi giữa đêm hôm mà nó trái cái sinh lý của mình, người nó rất là mệt. Nếu mà ngày nào cũng dậy thì nó đỡ, còn vừa mình ít khi nó lọt sọt, ngày dậy ngày không thì nó cũng mệt đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà dù làm nhiều thì lại mệt nhiều, nhưng mà như thế là nó trái với cái đồng hồ sinh học của mình. Nhưng mà đằng này ra mình làm là bây giờ giả sử tối mình làm thì trong cái giờ đấy thì mình làm đến 9-10 giờ là làm thoải mái vô tư luôn. Thời gian đấy nhé, thì đầu tiên là thấy sức khỏe nó tốt, hai thì cái công việc thì nó không có lặng. Phải nói là nó rích rắc, nhưng mà lặng việc là nó không có lặng việc đó.
Thế nhưng mà phải nói một câu nào bây giờ là những cái gì mà đầu tư thâm canh cao để mà cho chất lượng thì anh phải đầu tư công sức. Yeah. Chứ anh không thể làm ít mà hưởng nhiều, cái chuyện đó nó trái quy luật, không có rồi. Thế anh muốn bây giờ mủ anh nhiều, cây anh khỏe thì đương nhiên là anh phải bỏ công ra thôi. Dạ. Yeah. Làm bất kể một cây gì cũng thế, cây tiêu anh muốn lăng suất thì anh cũng phải bỏ công ra nhiều. Cây này thì bây giờ anh muốn mủ cao thì anh cũng phải, có nghĩa là vừa được sản mủ cao, vừa không bị trời mưa, vừa không bị nước mưa thì anh phải đầu tư. Một là máng che mưa, hai là thời gian lấy mủ, ba là những cái chất kích thích đưa vào thì nó sẽ đạt thôi. Thì cái đó là mình không thể tính được, anh muốn lăng suất thì anh phải đầu tư thôi. Chứ còn này, cái chuyện mà nhàn công rồi bây giờ tôi bỏ ít thời gian tôi làm mà vườn cây tôi vẫn ok hơn người khác là chuyện đó không có rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà so với cạo thì anh thấy như thế nào so với phương pháp cạo, chẳng hạn về tổng thời gian cạo đi, và so sánh với tổng thời gian anh làm cái này và cái lượng mủ của cạo so với tổng lượng mủ của cái này thì nó sẽ như thế nào? Trước mắt là so sánh về thời gian đi, cái hàng cái vườn này nếu mà anh cạo truyền thống là anh cạo đơ máy và thời gian, chẳng hạn tổng thời gian một tháng mình sẽ tốn bao nhiêu tiếng? Cái này thì không nói về vấn đề chút mũ nha, mình nói về vấn đề những cái thao tác cạo và thao tác mà thu hoạch thôi, để mà lấy mũ thôi. Thao tác về cạo thì cái tốc độ của nó thì bây giờ giả sử như cái này thì cạo một tiếng, khoan một tiếng là 200. Dạ. Thì anh cạo một tiếng anh cạo là nếu như mà đạt khoảng độ 200 hoặc 250, anh đạt 250 là đôi khi rất nhiều cây bị phạm. Yeah. Mà anh cạo không thể là đạt theo cái quy chuẩn của cái quy trình kỹ thuật của bên kỹ thuật cao su người ta đề ra. Từ một cái là cái tỷ lệ hao răm là anh bị hao răm nhiều. Yeah. Hao răm thì anh mất những cái năm khai thác về sau. Hai nữa là anh bị phạm, anh phạm thì là bị mất sức khỏe của cây. Thế cho nên là nếu như mà để mà cạo mà chuẩn thì cái thời gian cạo mất rất là nhiều. Thì cái nhân với hệ số lên thì có thể là nó chênh nhau nhiều lắm, nhưng mà cái này thì phải ngồi mà tính chứ tự dưng mà nói khó. Cái chuyện ngay lập tức này thì nó không chẳng hạn nói, ví dụ nói giống như là thì nó không chính xác. Giống như là bây giờ cái thao tác anh khoan với thao tác anh cạo mũ cho cái vườn này thì cái cạo mũ nó gấp bao nhiêu so với là anh khoan? Gấp đôi à? Thời gian mà chẳng hạn anh khoan với thời gian anh cạo thì cái cạo gấp đôi cái thời gian anh khoan không? Thời gian khoan sẽ nhanh gấp đôi cạo. Vì tôi cũng đã là đi học cạo và đã là đạt coi như là bằng xuất sắc luôn chứ không phải là bây giờ thì tôi cứ thao tác, tôi thao tác sơ này. Bây giờ là trắng cái miệng hậu xong quá rồi. Anh cạo đây. Là lần mặt cái tô anh đẻ lên. Thì thời gian này lập cái tô lên xong thì tôi khoan được, tôi đi được 2 cây rồi. Dạ, là sẽ là cái thao tác mà anh thì lấy mũ. Thì bấm vào o một cái là xong, tức là cái tô có thể, tôi có nghĩa là cái tay này tôi khoan o một cái là cái tay này tôi xe cái ống dẫn mũ vào. Dạ. Rồi lật lên là xong. Tôi đi sang cây thứ hai tôi làm xong 2 cây thì bên đây mới xong được 1 cây. Dạ. Chắc chắn là như thế. Thì bây giờ chẳng hạn giống như thời gian là cái cạo anh gấp đôi thời gian khoan, thì cái còn 1 tháng anh bỏ ra bao nhiêu thời gian cho cái việc mà mình bơm khí và mình đóng nắp chóp, dời nắp chóp, một tháng anh dời một lần hay là dời? Nếu nắp chóp này là cứ nếu cạo D4 thì D4 mà ba lần thì hơi bị xa, mà hai lần là khoảng 8 ngày là vậy, chóp một lần. Bơm khí lần 8 ngày anh bơm khí lần. Là tầm khoảng mình bơm dày nhưng mà giảm lượng khí đi. Tốt hơn là khi để xa thì cái đúng rồi. Nó sẽ bị tình trạng là mấy cái mũi đầu nó quá sức cây thì nó sẽ làm mấy mũi xa nó yếu. Là nó hình như cái cường lực trong cây nó mạnh quá, cái áp suất ở trong cây nó mạnh quá, cái lượng mũ nó ra nó nhiều mũ đấy. Dạ. Thì nó có thể là bây giờ giả sử như mình cạo tối nay là đến tối mai lúc bấy giờ nó mới ngưng. Dạ. Thậm chí nó còn chưa ngưng. Có những cây nhiều mũi nó chưa ngưng. Cái lượng khí nó vô quá nhiều khi mà sử dụng cái túi PVC nó đẩy vô trong những cái lần khoan thứ nhất. Thì nếu như mà bây giờ 8 ngày thì bơm khí lại
hai bằng 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 khoan D4 hai hai mũi khoan thì dạ, một lần thì anh giảm cái lượng khí đi. Dạ. Giảm lượng khí đi. Giảm lượng khí lại. Như cây này bây giờ là nếu khoan kia là nếu để ba lần bơm thì anh khoan 4-5 bơm 4-5 ml một cây. Bây giờ giảm xuống chỉ 3-5. À và mũi nó đều hơn, và sản lượng nó đều hơn luôn. Mình khoan D4 khoảng 2 lần thôi. Và cái thời gian nó nghỉ nó phù hợp với thời gian mà nó mất mũ. Nghĩa là giống như thời gian nó hồi phục nó đúng cái thời gian mà nó ra cái sản lượng mà theo sức cây. Có nghĩa là mình sẽ chọn một cái thời gian phù hợp và cái lượng khí phù hợp để cho nó phù hợp với nhau, mà nó giống như là nó hồi phục nó không quá cái lượng khí mà nó cũng không quá sức cây. Mà đi còn đi đóng nắp chốt này á, đóng nắp chốt này thì không thể nói mạnh được. Nếu mà cái cây mà da nó mỏng này mà đóng mà chạy đua về thời gian thì nó hay bị dính. Nó hay bị dính mủ lắm. Mà đóng là phải đóng từ từ, đóng kỹ càng á. Nhưng mà năm nay thì nó có những cái sản phẩm nó khắc phục được cái việc đó. Năm nay thì ok rồi. Năm ngoái thì anh xài cái nắp chắp thẳng thì nó khó đóng hơn là cái sử dụng cái nắp chắp lô to. Thì nó rất là to, nó sẽ rút ngắn thời gian đóng nắp chóp và thời gian bơm khí nữa. Bơm khí nó cũng giảm lại, và đồng thời nó kết hợp với những cái túi không đẩy anh. Nó sẽ làm cho cái lượng mũ anh nó không bị quá sức. Nên anh có thể bơm nhiều hơn một chút và cái sản lượng mũ nó đều. Đó là cái đặc tính của những cái sản phẩm sau này. Nếu mà được cái sản phẩm nó ưu việt như vậy thì nó dạ. Tốt rồi. Thì nó phù hợp với dòng cây lai hoa. Còn tôi thấy làm như thế này mà bây giờ mà để mà chuyển sang cạo treo truyền thống thì chắc không làm được. Dạ. Về sức khỏe và cái cây nó méo cũng khó tỉ mỉ, để mà mình sẽ làm rất là mất thời gian khi mà cạo cái dòng cây la hoa này. Một là cái giống cây nó méo thì cạo nó cũng chậm hơn. Dạ, đúng. Cạo được thì nó cũng chậm hơn. Thế em là hai nữa là cạo thì trước mắt là mình thấy là cái vết thương hở nó rất là nhiều. Dạ. Nên là cái bệnh này người ta thường xuyên là người ta phải đi bôi thuốc. Dạ. Còn đối với vườn mình một năm khi mà anh sử dụng phương pháp khoan này có tình trạng mà cây bị bệnh không anh? Đâu chưa thấy cây nào bị bệnh, nó không dạ. không thấy có những cái vết mà thối mủ đấy, không có. Dạ. Không thấy gì. Chung mà tính ra cái tỷ lệ của cái cây này nó có cái hay là nó nằm lọt chọt giữa hàng. Cái này khóa đầu mà. À khóa đầu ha. Khóa đầu thì dãy nhà nó ra như rồi. À. Đầu hàng này khóa đầu. Dạ. Khóa đầu cho nó kín vườn á thì hầu như là thấy các nô cao su người ta đều khóa hết. Dạ. Khóa đầu thì nó có tránh cái tình trạng là khi mà gặp giông gió thì nó có cây nọ cây kia nó điểm tựa. À dạ. Nó điểm tựa thì nó không bị đổ. À thì ra là vậy. Chứ bên ngoài này nó bị hỏng nè. Bên ngoài dạ. Nó bị hỏng rồi. Giả sử nhà bên đây nó trống. Vậy tính ra cái cây này nó sẽ chịu gió nặng nhất trong tất cả các cây ở đây, tại vì nó tính ra là đằng sau nó không có điểm tựa thì, và đằng trước nó cũng không có điểm tựa. Chứ còn những cây kia nó dựa ngang dựa dọc hết. Dạ. Trên đoạn cái năm trước cái cây 35 á, cái cơn bão số 10 nhà lúc bấy giờ đổ mất 9 cây cao su tua, cứ cây nào to nhất đổ thì nó to, anh cả dạ. Nó cao hơn, tà nó rộng hơn, thế là gió nó lật hết. Còn về năng suất mũ thì anh đánh giá như thế nào khi mà anh sử dụng phương pháp này so với cạo truyền thống? Năng suất mũ thì nó năng suất hơn là cái cạo truyền thống bình thường. Dạ. Yeah. Vì là thế nhưng mà cái năng suất mũ thì thật sự ra để mà so sánh thì mình không thể nói so sánh được. Ở cái chỗ vườn có những nhà người ta đầu tư thông canh thì đương nhiên là cái sản lượng mũ người ta tốt hơn rồi. Yeah. Thế còn những cái nhà mà làm quản canh được bao nhiêu ăn bấy nhiêu thì thậm chí là những cái cây nó khô miệng, nó không có mủ nhiều, cho nên là cái đấy để mà nói cái câu chuyện mà so sánh thì khó khăn lắm. Dạ. Còn nếu mà anh đã có kinh nghiệm khác cao su nhiều năm á thì so sánh cái vườn này giống như anh, hay vì anh khoan thì anh cạo, thì với cái phương pháp khoan thì anh nghĩ là sản lượng khoan nó như thế nào so với cạo? Sản lượng khoan này thì đúng ra là tôi thấy là khi mà đưa cái chất khí này vào thì nó sẽ kích thích cây thì cái lượng mũ nó sẽ cao hơn là chắc rồi. Dạ. Yeah. Chứ còn thì cái kia người ta độc lập không thì cái sản mũ thấp. Chứ còn để so với nông trường bây giờ là
một số công nhân, gần như là đa số công nhân là cái lượng bôi dầu người ta cũng ba dao bôi một dầu, ba dao một dầu. Thì nó cũng tương tự như là mình ba dao hoặc hai dao mình bác ký một lần. Nó cũng tương tự để cho. Ủa mà sao tới ba dao mà bôi một lần tỷ lệ? Ba dao một lần. Trước đây là người ta có nghĩa là 3 tháng một lần là theo cái chu trình kỹ thuật của nông trường. Thế nhưng mà do cái cuộc sống thực tế bây giờ thế người ta không thể làm kiểu đấy được, làm vì nông trường người ta khoán sản lượng mũ rồi người ta trả tiền theo ký mũ, cho nên bắt buộc công nhân phải, có nghĩa là làm sao cho tăng sản lượng mũ lên. Vì người ta không còn cái chuyện là chất lượng mũ nữa. Chất lượng mũ là không có, mà bây giờ người ta chỉ tính đầu ký thôi, tính đầu ký, cho nên là bây giờ muốn đảm bảo một ngày công ty làm được 200 thì bắt buộc người ta phải bôi dầu. Hàng kia em thấy vấn đề mấy đi qua mấy vườn nó trường gần đây thấy cây nó nhỏ có khả năng là nó bị hơi bị quá sức. Công nhân như vừa đi hết mùa cạo cao su ấy, xong là đến đi hái tiêu này, người ta làm hộ tiêu nhà người ta chia sẻ là không có một người nào mà lại đi cạo bây giờ mà lại không bôi dầu hết. Ba dao một ba dao một dầu. Nếu vậy tỷ lệ khô miệng nó cao lắm chứ. Thì cái chuyện khô miệng thì đây, cái chuyện đó là chuyện của nông trường. Nhưng mà sau đó qua những năm sau thì sản lượng nó lại bị giảm. Thường là nông trường á, là người ta phân nô, năm nay anh nô này, anh ba nô này, từ khu vực A, B, C. Thì năm sau anh lại bốc thăm chéo lại là người khác vào cái lô của anh chứ anh đâu có ở cái này. Còn cái chuyện chăm sóc, cây bệnh hoạn cây là của bên kỹ thuật. Có nghĩa là vì cái vấn đề đó mà họ cũng không quan tâm đến cái việc mà cái lô của người ta như thế nào. Thì người ta chỉ cần, có nghĩa cái ngày công của bây giờ nông trường, vì nông trường quán cho người ta trước đây là quán một phiên cạo của người ta 500, nhưng bây giờ khoán lên 700 rồi có những thời điểm mà bắt người ta làm tăng ca là khoán một phiên cạo người ta lên 1,200 thì bắt buộc người tốc độ cạo người ta phải cạo nhanh. Bây giờ anh không thể định hướng cho định vị người ta có nghĩa là cạo hai ni một dao được, một dăm là hai ni được, mà thậm chí người ta cạo cho nhanh thì nó có khi đến 5 ly chứ. Chứ lại muỗng nhiều thì nó bắt buộc phải cạo dày rồi. Mà bây giờ là giá tiền theo ký mũ thì người ta phải đi dầu thôi. Anh có cấm người ta vẫn cứ đi dầu, anh đâu có giám sát hoàn toàn đâu. Nãy em đi trước khi tới đây thấy đi ngang qua những vườn nông trường mà em thấy cây bắt đầu cạo đục, mà cái đường kính nó cũng cỡ cây này. Thấy cây nó nhỏ quá. Thì chúng kia là cũng năm thứ 7 sang năm đấy. Đúng ra là theo cái quy trình của bên phòng kỹ thuật đấy, khi mà cây năm thứ 7 đi hai miệng, khai thác năm thứ 7 đi hai miệng này là nó phải đi hai tô, mà ít nhất là nó phải được coi như là 7-8 nặng mũ. Thế nhưng mà nó vẫn đi cái tô vẫn đi cái tô 8 này, nó chưa thay hai miệng một miệng cũng không miệng nữa, mà cây nhỏ quá sao một tô rồi thôi. Mà chưa đầy thì chứng tỏ là một tô này thì, nhưng mà đầy tràn đầy ngang vực thì mới được 5 lạng, không thì nếu như vừa thì chỉ 4 lạng không có được nhiều. Cái tô 8 thì năng suất ở trên đây cũng khá là thấp. Cao. Thấp. Anh sau khi một năm anh làm cho cái áp khí cho vườn đa hoa, anh có cái chia sẻ về kỹ thuật nào cho người dùng anh? Cái này mà nếu như mà để mà chia sẻ thì một là làm thì nên mạnh dạn làm thôi, làm thì nó từ từ mình, cái thứ nhất là từ từ để mình rút kinh nghiệm, học hỏi ở trên mạng, trên có một số người ta trải qua thì ấy. Thế nhưng mà làm thì tất cả là cái thứ là mình kiên trì mình làm thì được thôi. Thế còn làm thì cũng như lúc nãy tôi nói, một đấy là phải để tránh trời mưa tuyệt đối là anh phải làm cái tô nó cách cây ra. Hai nữa là làm chia bớt cái này. Thế còn đầu tư cho sức cây thì đương nhiên là phải thay đổi cái chế độ phân. Anh không thể làm theo cái quy trình phân. Đấy là theo cái vùng đất của tôi đấy. Một là khi mà thay đổi quy trình ấy thì anh phải kiểm tra lại cái độ pH của đất. Độ pH đất chuẩn thì lúc ấy cây nó hấp thụ dinh dưỡng. Thì em có thể chia sẻ là nếu mà cái độ pH nó không chuẩn á thì mình sẽ khắc phục như thế nào? Chẳng hạn như độ pH thấp thì mình sẽ bổ sung cái gì, và độ pH cao mình sẽ bổ sung cái gì?
đa số là vùng Đông Nam Bộ này, để mà những cái vùng đất mà trồng được cây cao su này thì pH cao kèm là không có. Là hầu như là chỉ có chua thôi, 4 hoặc là 5 độ. Nếu như mà chua thì đương nhiên phải rắc vôi là chuẩn nhất thôi. Rắc vôi. Vôi nếu như mà kiểm tra mà dạng 4 độ, 4 chấm thì xào là phải đi một tạ vôi. Dạ, một xào đi một tạ vôi, một hết là phải là một tấn vôi. Đúng rồi. Là nó mới lên được một chấm. Dạ. Cái cách thức mà mình bón vôi cho vườn thì mình sẽ bón như thế nào? Thì bây giờ cứ rắc đều lên thôi. Rắc đều ở góc hay là mình rắc đều toàn bộ trên toàn bộ vườn? Toàn bộ trên một dãy. Thì phải nói là trên trên đây là toàn bộ mặt mặt dãy này đều có dãy cao su hết. Dạ. Thì không không cần rắc chỗ nào để cho nó cái độ pH nó cân bằng hết. Khi mà độ B nó độ pH chuẩn rồi ấy, thì ta đưa những NPK xuống thì nó mới tan, nó mới hòa tan ra được, cây nó mới hấp thu được. Chứ còn này, nếu như bây giờ chua quá thì lân nó không tan, lân không tan, giả sử bón bón cái thành phần lân vào, lân không tan thì trở thành coi như là bị lân lân bị chua đó. Trở thành đất chua rồi. Và lân chậm tiêu á. Là cây không hấp thụ được. Đạm thì nó dễ hơn chốt. Đại loại là nó có thể là pH hơi thấp nhưng mà nó vẫn tan được. Khó tính nhất là thằng lân. Kali thì đỡ hơn. Đấy, nhưng mà nếu chuẩn được thì cứ từ 5 chấm trở lên, 5 chấm rưỡi trở lên. Còn nếu mà độ pH chuẩn để cho mình bón phân thì nên là khoảng bao nhiêu là chuẩn, và chuẩn nhất là bao nhiêu? Chuẩn theo cao su là chắc 5 chấm rưỡi cho nên 5 chấm rưỡi 6 chấm. Cao su là phù hợp. Cao su là nó yêu cầu nó không cần như cái khác nữa, đại loại nó hơi bị chua một tị thì tốt hơn. Năm vừa rồi là mới đầu rồi tôi cũng nghĩ là cao su nhà tôi lớn, cây nó lớn như này vì mới 6 tuổi mà so với của nông trường đất đẹp hơn mà của mình nó đạt chuẩn rồi. Thì tôi cũng không kiểm tra, nhưng mà sau khi mà thấy cái mũ nó kém rồi thì bắt đầu lúc ấy mà kiểm tra thì dần mình thấy đất mình chua quá. Là hồi đó anh đo là được bao nhiêu pH, bao nhiêu được? Hình như là được 4.2, 4.3 thì cũng chưa. Xong là lập tức là lúc ấy tôi phải xử lý luôn. Là anh xử lý là như là một hết này anh đổ là tổng cộng là một tạ. Thì bây giờ mình tùy theo cái đất của mình chua nhiều thì mình đương nhiên phải bỏ nhiều. Thì cái nếu mà 4.2 thì anh cái vườn anh là anh một tạ một xào. Còn nếu mà có một cái tỷ lệ nhất định đó mà mình bón, mà cái hạn như bây giờ pH 5 chấm thì mình bón bao nhiêu? 5 chấm mà mình muốn bây giờ lên 5.5 thì mình bón 50 ký thôi. Thì có nghĩa rằng là cứ 1 tấn cho 1 hecta là sẽ được 1 chấm. 1 tấn cho mà vui nông nghiệp ấy, vui đẹp á. Là sẽ cách biệt là 1 chấm. Gần như là nó có cái định mức là như vậy. Vậy là nếu mà nửa cách nhau mà nửa chấm á, 0.5 á, độ pH cách nhau 0.5 thì 50 ký một sào. 50 ký một sào. Cứ theo tỷ lệ đó là ok đúng không? Dạ. Còn sau khi anh bón vôi thì cái cách thức anh như thế nào, anh rải bằng cái gì? Thì cứ mình cứ rắc lên trên thôi. Nhưng mà anh rắc kiểu nào, cái cách thức mà anh rắc vôi thì như thế nào? Rắc như xả lúa thôi, rắc đều. Rắc đều hết toàn bộ. Rắc đều mình nhìn thấy là nó tương đối đều này là được. Bởi vì mưa thì nó cũng có cái độ trôi chát đi. Có nghĩa là anh rắc bằng tay. Bằng tay thì mình được thủ công làm bằng tay thôi. Có cần phải mang bao tay hay gì để bảo vệ không anh? Thì cái đấy là tùy. Bây giờ cũng có người thì cái vôi nó bụi á. Vôi nó bụi á thì có những người thì người ta thích thông thoáng, người ta làm cho nhanh á, thì người ta mang những quần đùi áo cặp thôi. Thoáng xong thôi. Chứ còn bao tay thì nó có một cái là nó bảo vệ tốt, nhưng mà những người mà nhiều mồ hôi á thì nó lại bị chấp ra tay này. Nó bị hầm trong đó, nó bị ướt trong đó. Nếu như mà khi mà da mình bị ướt mà vôi nó xâm nhập được vào thì nó bị ăn cái da tay này. Nó sẽ là không nó sẽ tạo cái độ axit ở trong đó và nó ăn da tay của mình. Thì cái thời gian mà anh khắc phục, anh bón vôi cho hết cái 1 hecta của anh là mất bao lâu, mất bao nhiêu ngày là anh làm hết được? Gì, nếu như vôi có sẵn rồi thì rắc thì vôi có sẵn rồi, 2 tiếng là xong. Như bao nhiêu 2 tiếng là xong hả? 2 tiếng là xong vì cứ cho vào cái thau đeo lên rồi rắc ra, đổ rắc
rắc đây là rắc như kiểu rắc vô tội vạ đấy, rắc, yeah. rắc lượt, rắc đều, đâu phải kiêng khem gì đâu. Yeah. Không phải kiêng khem gì là nó văng lên gốc hay này nọ chứ khác gì. Thì kiêng. Sau khi thời gian anh rắc vôi bao nhiêu lâu thì cái độ pH mới ổn định? Và nó có cần mưa để ổn định không? Hay là nó... Đúng rồi, phải mưa thì nó gặp được mưa thì nó phần nào nó mới tan ra. Thật ra để tan được hết cái lượng vôi đó, thời gian nó rất là nhiều. Dạ. Nó nếu như mà mưa được ấy, thì khoảng 15 ngày sau, 2 tuần đó, thì là lúc bấy giờ là cái độ an toàn là cao nhất. Thì lúc bấy giờ mình có thể là mình bón phân vào được. Vì 2 tuần ha? 2 vôi, tuần. Vôi nó có một số cái tính chất nó khác. À, một số phân nó có cái tính chất nó kháng với vôi á. Dạ. Nó làm cho bị vón kết tủa. Dạ. Bị vón không tan được. Dạ. Cây không hấp thụ được thành chất khó tiêu, thì còn độ trình độ 15 ngày sau thì mình bón là ok. Có nghĩa là 15 ngày sau và điều kiện là có mấy cơn mưa thì mới làm. Mưa rắc vôi là được mưa thì lúc bấy mới tính. Dạ. Mà mình rắc vôi mà trời vẫn khô này thì đừng có tính là cái ngày mình rắc. À, vậy là cần mấy cơn mưa? Cần 1 hay 2 hay 3? Một cái mưa là được. Giống xuống đất này là đã tốt rồi. Dạ. Theo anh thì cái hạn giống như năm nay mình bón vôi thì qua năm sau mình có cần đo lại độ pH đất và mình nữa hay không, hay là chỉ cần một lần bón là nó đã khắc phục lại được cho những năm sau? Thật ra cái độ pH này, độ pH thì khi mà nói sâu của các nhà diễn giả và các nhà chuyên gia thì nó là một số hoạt chất của canxi, rồi nói chung là có một số chất trung lượng nó hoạt động. Ở trên mặt đất này thì trong quá trình có thể là mình rắc năm nay nhưng mà quá trình mưa là nó sẽ rửa trôi rồi cây khai thác đi thì nó sẽ mất đi. Sẽ mất đi thì coi như hàng năm ta phải, có nghĩa là đo rồi bổ sung lại chứ không phải là rắc một lần mà được may mắn. Rồi, rồi. Có nghĩa là đầu năm trước khi vô mùa là mình phải đo để mà mình khắc phục lại tiếp. Nhưng mà thường là một năm là chỉ cần rắc một lần thôi, ok rồi. Yeah. Thế còn năm sau thì khi mà mỗi năm mình rắc thì độ pH nó sẽ cao lên, chứ nó không thể giả sử năm nay 4 chấm là sang năm cũng 4 chấm nó sẽ cao lên. Yeah. Sang năm cái lượng nó giảm đi rồi. Nhưng mà mình thường xuyên bổ sung thì cái đất của mình sẽ làm tốt. Ít đi cái lượng bổ sung là ít đi chứ vôi nó nếu như mà ở cái mức độ mà mình chống xói mòn được tốt á, đất ít nghiêng á thì nó lưu trữ ở đây lâu hơn, cái độ mà rửa trôi nó cũng ít rồi. Cái mức độ mà cây nó hấp thu nó cũng ít thôi chứ đâu có nhiều đâu. Nhưng mà do là hầu như là Đông Nam Bộ mình là từ xưa nãy giờ là lười không bón vôi. Em đi vườn cao su em thấy cũng nhiều vườn bón vôi lắm. Nhiều vườn họ bón vôi. Thì người ta cũng rút kinh nghiệm người ta này. Nhưng mà thường nông dân bây giờ người ta cũng chịu học hỏi. Chịu đấy, rồi người ta thấy cái gì tốt người ta phải cải tạo đất, chứ còn đất thì cứ khai thác cứ bạc màu thì cây gì mà sống lên nổi. Dạ. Anh thường đo pH bằng dụng cụ gì? Thì có cái bút để đo pH. Dạ, nó chính xác mà, tại vì em cũng mua nhiều cái bút đó, em thấy đo không chính xác. Mà sau đó em mua cái dạng cái giấy á, nó một cái lọ nó có được tới 200 cái giấy, thì bỏ vô đo xong rồi so sánh với màu á, thì em thấy cái đó rẻ mà nó lại chính xác hơn là cái bút. Hơn bút từ khi em đo nó lại không chính xác, hay như chỗ này em đo nó khác, qua chỗ này em đo nó khác. Thì đúng rồi. Dạ. Thì đám đất nó khác thì nó phải khác thôi. Nhưng mà thế nhưng mà do cái cách mình làm. Dạ. Nó giả sử như mà cái đám đất nó quá khô ấy, nó hoặc là nó đất nó cứng ra thì anh phải xới đất lên, anh tưới độ ẩm vào. Dạ, để rồi. Cho nó có sự trao đổi chất đi. Dạ, thường thì cái khi mà anh dùng cái bút đo pH là cái nước anh đổ nó khoảng bao nhiêu và nó như thế nào thì nó chính thì nếu như đất khô là anh phải làm cho đất nó ẩm. Dạ, ẩm thôi đúng không? Chứ không phải cần sủng nước đúng không anh? Dạ. Đất đủ độ ẩm thì anh dậm chặt lại rồi anh cắm bút anh đo thì là sẽ ok. Chứ còn bây giờ anh để nguyên đất thịt này đây, thậm chí cái đám đất này nó dạ. có thể nói câu nôm na là nó không có sự trao đổi chất. Dạ. Thì anh đo là không được cái gì. Dạ. Cái phản ứng nó không có. Dạ. Phải có nước vô nó thì có rất cái quá là anh phải xới lên cho nó như kiểu nó tơi lên. Dạ. Đấy, xong tưới nước vào thì anh thấy khi mà anh đo thực tế trong vườn giữa những cái khoảng cách từ chỗ này đi chỗ kia chỗ nọ đi thì anh thấy độ pH nó có tương đồng không, hay là nó sẽ chênh lệch nhau khá nhiều? Nó chênh lệch chứ, nó không thể mà nhiều mà nó không thể giống nhau được, bởi vì giả sử những cái chỗ mà đất dồn á đi. Dạ. Độ pH nó sẽ cao hơn cái chỗ bị xoáy mòn. Dạ. Xoáy mòn thì pH nó sẽ thấp hơn. Dạ, thì lúc đó mình sẽ tính sao, tính trung bình những cái thì mình khi mình khảo sát vườn của mình biết à cái góc này là nó ở điểm cao này. Dạ. pH nó thấp thì khi mà đi làm thì không phải cân đong đo đếm nhiều, là mình rắc đậm hơn chút.
À, mình rắc nước ha. Rắc vôi á, khi mình xử lý pH lại thì mình rắc đậm hơn chút. Dạ, có nghĩa là lúc mình sẽ tính trung bình tất cả những cái lần mình đo pH trong vườn, rồi sau đó lấy cái đó làm cái chuẩn, và sau đó là mình rắc vôi thì mình sẽ tùy thuộc vào cái địa hình trong vườn để mà mình rắc ít hay rắc nhiều. Thì từ xưa giờ nói là không có một ông kỹ sư nào giỏi bằng ông kỹ sư chủ vườn hết á. Ông chủ vườn mới là ông kỹ sư giỏi nhất, vì ông thông thuộc địa hình của ai ông ấy. Ông biết ở cái chỗ đó xói mòn, cái chỗ đó đất hội tụ là ok, là ông ấy xử lý được. Chứ ông kỹ sư thì nó chỉ là một cái khung thôi. Ông ấy không thể thông thuộc vườn bằng cái ông chủ vườn. Ông chủ vườn là một ông kỹ sư là chính xác. Chẳng hạn như cái quy trình mà bên khoan lấy mũ của bên em bên vườn xanh tốt á, thì theo anh thấy là như vậy là nó theo cái túi BBC á, như vậy là nó ok chưa hay là nó cần cải tiến? Mà năm nay thì em ít còn phát triển cái túi BBC nữa, em qua cái túi mới thì nó có cái phương pháp, cái quy trình nó đơn giản hơn cái túi cũ nhiều, nó không còn định lượng giống như hồi xưa. Thì hồi xưa anh làm anh thấy có quá phức tạp không hay là quá khó làm không? Cái xưa thì nó cũng không khó làm, nó chỉ dích chắc một cái đóng nắp chốt thôi. Đóng nắp chốt làm sao mà chứ, nhưng mà thật nó cũng do cái cây của mình nữa. Chứ không phải là đổ do cái nắp chốt. Do bây giờ là cái cây của mình nó không phải là cái cây nào là cái da nó cũng giống cây nào. Mà có cây là da nó rất là mỏng, mà cái lớp ống mủ có những cái cây mà cái lớp ống mủ nó gần ra sát ngoài mặt da. Còn có những cây thì da nó sần sùi, nó bóng mủ, nó sâu trong thì mình đóng rất an toàn rồi. Thì quá cái nhà có mấy cây ở kia. Là cái bóng mủ nó sâu trong thì mình đóng núp, chỉ mà nó đâu có gì mủ đâu. Thế nhưng mà có những cây nó mỏng là mình mới vào khoảng độ chừng 1 ly thôi. Cái quanh này rồi. Nó tròn thì giả sử như chỗ cao nhất nó vào 1 ly thì cái mé bên đây nó mới mớm thôi. À, em hiểu rồi, nó không có đều vô nó được. Nó không phải mặt phẳng. Nó không phải mặt phẳng. Thế cho nên là khi mà mình đóng để bên đây mà nó bấm được một chút để cho nó kín hơi á, thì bên đây nó đã cắn sâu vào ống mủ rồi, là nó sẽ chảy mủ.